Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2010 đến cuối năm 2018 có 54 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 14 vụ do khuẩn tụ cầu vàng. Đáng lưu ý là khuẩn tụ cầu vàng ký sinh trên da và niêm mạc gia súc gia cầm là thủ phạm gây ra 26% số vụ ngộ độc tập thể ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ ngộ độc gần đây nhất có quy mô 55 người xảy ra vào ngày 28 tháng 10 tại quận Tân Phú sau khi các giáo dân ở một nhà thờ sử dụng bánh mì được xác định do tụ cầu vàng trong trà bông gà gây ra. Tụ cầu vàng là vi khuẩn hình cầu tụ thành từng cụm như chùm nho không di động. Chúng phân bố rộng rãi trong tự nhiên, thường ký sinh trên da và niêm mạc. Thực phẩm giàu chất đạm, chất béo như thịt gia súc, gia cầm, cá hoặc thực phẩm có hàm lượng nước cao, nhiều tinh bột và nhiệt độ bảo quản thực phẩm không đảm bảo thường dễ bị nhiễm tụ cầu vàng. Tụ cầu vàng phân bố ở khắp nơi và có khả năng sinh độc tố, dễ nhiễm vào thực phẩm. Độc tố của tụ cầu có tính chịu nhiệt độ cao là ở 1.000 độ C, cần đến 1 đến 2 giờ mới có thể phá hủy. Ở nhiệt độ thấp, độc tố của tụ cầu vàng có thể duy trì tính độc trên 2 tháng. Khi người ăn phải thực phẩm nhiễm tụ cầu vàng, độc tố nhanh chóng thấm vào niêm mạc dạ dày, ruột, vào máu, gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng và chóng mặt.